Hello, welcome back to my channel Starts Game đã không? Và các bạn của mình gặp phá tới game đầu tiên nha. It's Horror Cloud. Thank you.
Sẽ sang tựa game thứ hai. Let's go. Đây là một tựa game mà khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Các bạn cùng mình khám phá tựa game này nha. Thank you.
Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba. Granny Chapter 2. Let's go. One day. Oh my God. Ok, sau đó thì mình sẽ lấy chiếc chìa khóa của ông ta. Thank you.
want to play hide and seek? Oh my gosh, mình cứ tưởng mỗi mình bà ta. Ai ngờ ông ta đi đường bên này. Wow, mắt ông ta lở lòm luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ tư, Slenderia 2D. See you.
Rồi, mình sẽ đi xuống cùng thang máy. Xuất hiện liên tục luôn, hai lần liền. Wow. Xem bà ta chưa khóa không? Đây rồi. Alright, ok. Ok, và đã thoát ra khỏi ngôi nhà ma ám này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Và đang như vậy.
Oh my gosh. Ngã xuống đây mà ngất luôn. Chị đây. See you.
có một biết cái đó nó nằm ở đâu. Oh my god. Mình sẽ thử lên trên này xem có thấy không. Đây rồi. Đường bên này. Rồi sau đó các bạn sẽ để ở tầng 1. Ở đây các bạn sẽ đi lấy nước. Không có gì ở đây. Wow. Cái này phải đi kiếm một viên gỗ thì mới đi qua được. Đi xuống ở đây. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Chris. Thank you.
mình sẽ sang cái tiếp theo. Trung quyết Horror 3. Rồi, tiếp tục nào. Granny Chattel 1. Thank you.
Oh my gosh. Do you want to play hide and seek? Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.